I don't wanna talk no more. You don't feel like you're too close to me. I think that's enough. I ruined my life 5 times in a row. I was just honest, but you got me wrong. I blame it all on the Adderall. I was going to quit, cause there's nothing left. Nothing but pain and knife in my back. I blame it all on an Adderall. But you. Hello mọi người, mình là Thành Bưởi. Đây là Phương Trang. Chúng mình xin hân hạnh chào đón quý vị đã đến với chuyến xe đi Phan Thiết của tụi mình. Mấy ngày? 2 ngày. Bây giờ tụi mình đang ở đây để ở Sài Gòn sao nha, để đợi hai cô công chúa, đúng rồi, và bé Ngân đi làm đẹp, thay đồ cái kiểu á. Tụi mình đơn giản, tụi mình không có làm gì hết trơn, tụi mình mặc đồ bình thường à. Hai người kia thay váy, đơn giản thôi. Này, đây là bánh bồ Kim Ngân tài trợ. Thanh Ngân. Sao quên tên em gái? Một ề thôi, xin lỗi em gái. Một ề tụi bay ơi. Đây là Nhung Nhung, đây là Ngân Ngân. Hello mọi người, mình là Chả Quế. Chả Chin. Chả gì? Chả lụa. Đây là Nem Chua. Quá mà. Ê da dắt mà. Em đâu đi thật ở đêm giờ từng đây. Không phải là bắt. Không phải là bắt. Chưa quay mà. Rồi. Mấy ghế nha. Mấy ghế nha. Đây. Ủa gì vậy? Nó có đúng 1 ngàn không? Nó xuống để cho em một con gà. Cô ấy bị mắc ói và cô ấy phải ra không còn. Cái này ghê không? Có lần em quá mệt. Linh rất mệt nha mọi người. Rất là mệt luôn. Ủa sao nhiều. Cô ấy, dạ cô ấy. Chúng tôi đang đi ra biển đó mọi người. Còn đây là cái hotel siêu rẻ mà ông chủ còn siêu dễ thương nữa mọi người ơi. Hãy luôn recommend mọi người cho tới Phan Thiết nha. Hello mọi người. Bây giờ tụi mình đã tới bãi đá ông Địa rồi nè, ở Mũi Né. Trời ơi, bãi đá phía sau tụi mình nha. Đây là bãi đá tự nhiên nha mọi người. Trời ơi, quá là đẹp. Đây là làng chài kế bên luôn, tuyệt vời. Trời ơi, biển rất là xanh. Blue. Vậy bây giờ tụi mình sẽ đi ăn đậu hũ nóng bên bờ biển nha.
chạy dữ chưa. Nguyễn Thông.